Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Ba Trang Ly Clip giới thiệu mọi người lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nhá. Lô này sẽ là lô P sẽ gồm khá là nhiều máy đẹp. Máy mini nhá các bác nhá. Đấy. Số điện thoại cửa hàng mình em là 0976123320. Thì cái lô này sẽ gồm có 8 cây nhá, có máy Makita này, Shidaiwa này, ZOB này, Echo này, ZOB này, Hitachi này và Tanaka nhá, đủ các hệ cho các bác. Sản phẩm khi bác mua máy cưa, sản phẩm theo kèm sẽ gồm có cái tuýp và cái rũa nhá. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy cưa xích ngày hôm nay. Thì con P1 con đầu tiên ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người con máy mini nhá. Con máy mini con này rất là đẹp các bác này. Bác nhìn cái bô nó nhá, như mới luôn. Lam con này lam 35 nhá, lam 35. Xích là xài xích chung 91, một con máy đến từ thương hiệu của Tanaka. Con này mã của nó là KI330, made in Japan các bác nhá. Con này thích hợp cho bác các gia đình tỉa cành trên cao, hay các bác hay phải đeo trèo nhá. Máy thì có tích hợp chụp giật trợ lực này, bơm xăng phụ này. Đấy. Con này thì trọng lượng của nó là gần 4 kg nhá. Đó. Rất là tiện lợi cho các bác đeo trèo trên cây hay là tỉa cành các gia đình các kiểu. Đặc biệt các bác nhìn cái máy này quá là mới, quá là đẹp này các bác nhá. Đó. Con này thì bán anh em giá 2 triệu bao phí ship nhá. Máy bên em thì cái lô này là rất là nhiều máy lựa cho nên là giá nó sẽ nhỉnh hơn so với bình thường tầm 100-200 ngàn nhá, nhưng chất lượng thì đảm bảo cho bác là siêu VIP luôn. Đó. Đây. Dây giật của nó các bác này, trắng phau nhá. Ok, test nổ tiếng máy con P1 cho bác nhá. Hồi hiếc càng đét luôn. Chất lượng. Rồi. Tiếp theo số 2 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người một con Hitachi. Con này rất là đẹp các bác nhá. Các bác nào thích những cái dòng Hitachi, nói chung là hoàn dòng Hitachi nó rất là đỉnh rồi. Rất là đỉnh các bác nhá. Con này thì có bơm xăng phụ này, có trợ lực nhá. Các bác có thể nhìn hình thức máy nhá. Rất là mới này, tất cả những cái bô của nó còn nguyên lớp sơn zin các bác nhá. Hai ốc giữ lam. Lam con này lam 35 nhá, xích là xài xích chung 91, xích là xài xích chung 91. Con này cũng là con tay cụt nhưng máy nó có tích hợp thắng xích cho các bác nhá. Đấy, con này là 35 cc nha các bác nhá. Con này thích hợp cho bác các gia đình tỉa cành trên cao. Dòng này xài thì bao mạnh luôn. Riêng dòng Hitachi tay cụt, nói chung là máy cưa Hitachi xài nó rất là bốc lửa các bác nhá. Ok, test nổ cái máy con số 2 cho bác này. Con này trọng lượng tầm 4 kg thôi. Các bác có thể cảm nhận cái hơi găng ti các kiểu của nó nhá, căng đét luôn, rất là mạnh. Con này giá 2,2 triệu bao phí ship con số 2. Giá 2,2 triệu bao phí ship nhá, siêu VIP luôn. Ok, tiếp theo con P3 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người con siêu mini mang đến từ thương hiệu của ZOB Komatsu các bác nhá. Con này lam của nó lam 25 này, xích là xài xích mini, xích chuột. Đặc biệt cái lam của nó là cái lam điêu khắc nhá, dành cho anh em hay đi điêu khắc cây, cắt tỉa cành các kiểu nhá. Đặc biệt mình muốn xài con máy siêu nhẹ thì đây là một sự lựa chọn các bác có thể cân nhắc nhé. Con này trọng lượng của nó chỉ là tầm 3,5 kg thôi. 3,5 kg. Dòng này thì xài bao, các bác biết rồi, dòng ZOB thì xài bao bền nhé. Riêng dòng này thì xài bao bền cho các bác nhé. Máy thì có bơm xăng phụ nhé, có chụp giật trợ lực các bác nhé. Đó, máy rất là đẹp này các bác này. Làm điêu khắc, làm lá tinh. Đó, siêu phẩm luôn. Ok, con P3 này giá là 2,3 triệu bao phí ship nhé. Test nổ tiếng máy con P3 cho bác nhé. Chùm, con này có thể nói là chùm trong những dòng máy tay cụt, nó siêu nhẹ luôn. Ok, rồi. Tiếp theo P4 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người con tay dài.
một con máy các bác thích những cái dòng tay dài thì các bác có thể lựa chọn con này nhá. Con này là máy răng ma này. Đó. Răng ma tay dài, máy echo ấy ạ. Lam con này đặc biệt sở hữu một cái lam Latin nhá. Lam của này lam 35. Xích là xả xích mini, xích chuột nhá. Một con máy tay dài. Con này thì cắt gia đình rất là ngon nhá. Hai ông giữ làm này. Dòng này cắt gia đình thì cực kỳ là vip luôn. Rất là ngon. Rất là mạnh, máy cực kỳ là êm nhá. Con này thì trọng lượng của nó là 4 cân rưỡi, máy có tích hợp bơm xăng phụ nhá. Có trợ lực cho các bác này. Con này thì bán anh em giá 2,3 triệu. Dòng này thì xài thì trong những dòng tay dài thì rất được chuộng nhá, vì là đời nó rất là cao. Thứ nhất là nó dễ xài, thứ hai là nó lợi xăng nhá. Đó. Made in Japan các bác này. Đó. Con này thì bán anh em giá 2,3 triệu, 2,3 triệu bao phí ship. Test nổ thì máy con P4 cho bác nhá. P4 giá 2,3 triệu bao phí ship. Rồi tiếp theo nhá, tiếp theo ngày hôm nay con P5 này giới thiệu cho mọi người con echo lòng đứng nhá. Con này thì máy GC35. Con này thích hợp cho bác cắt gia đình. Con này thì rất thích hợp cho chị em phụ nữ, người già trẻ nhỏ đều xài được hết nhá. Vì sao? Vì là máy thích hợp một cái chụp giật trợ lực lớn này. Các bác giật rất là nhẹ nhàng. Bao là nhẹ luôn. Đấy, con này trọng lượng của nó là tổng trọng lượng là 5 kg nhá. Máy rất là đẹp này. GC35 echo này. Lam con này lam 35 nhá, xích là xả xích trung 91. Đấy. Máy thì thắng xích thắng xiếc còn hết nhá. Bơm sáng phụ có này, đặc biệt cái chụp giật trợ lực lớn nhá. Thích hợp cho bác các gia đình. Đấy, dòng này thì mùa đông nó rất là dễ nổ nhá, mùa đông cũng như mùa hè. Đấy, đặc biệt thì phụ nữ, người già, trẻ nhỏ đều xài được hết các bác nhá. Rất là dễ khởi động, máy nòng đứng thì dễ dùng rồi. Đấy, con P5 này giá 2,5 triệu nhá, bao phí ship, thích hợp cho bác cắt gia đình, cắt củi nhá. Test nổ cho các bác này. Rất là êm luôn, bao được cảm nhận nhá. Đây. Rất là nhẹ nhàng ạ. Ok. Rồi tiếp theo nhá. Con P6 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người con máy đến từ thương hiệu của ZOB. Con này rất là mới các bác nhá. Đặc biệt cái dòng này thì rất được các bác đi cắt cây công trình đó ưa chuộng, vì là cái dòng siêu nhẹ luôn. Đặc biệt nó thích hợp được. Dòng này rất là hay, thích hợp cái bô giảm thanh rất là yên luôn. Chạy cực kỳ là êm nhá. Máy thì xài bao bền luôn, thương hiệu ZOB, thương hiệu siêu hệ luôn nhá. Con này siêu hệ rồi. Lam con này lam 35, xích là xài xích trung 91, lam xích rất là đẹp. Đó, ốc áng 7 màu luôn các bác nhé. Con này trọng lượng của nó 5 kg. Máy thích hợp bơm xăng phụ này, trợ lực nhá, bơm xăng phụ trợ lực. Máy thì siêu mới luôn các bác nhé. Con này thì máy bao đẹp 95% luôn. Máy nòng đứng chạy cực kỳ lợi xăng nhá. Con này thì bên em bán cho anh em giá là 2,8 triệu bao ship, nhưng con P6 giá 2,8 triệu. Dòng này rất là cắt gia đình hoặc là các bác đi cắt cây công trình rất là sướng luôn, rất là êm, rất được chuộng nhá. Ok, test nổ tiếng máy con P6 cho bác nhá. Các bác có thể cảm nhận cái tiếng găng thì rất là êm nhá. Rất là êm ạ. Ok. Rồi, tiếp theo P7. P7 ngày hôm nay, P7 và P8 hai con siêu phẩm đẹp nhất của ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên giới thiệu cho mọi người con P7. Một con đến từ thương hiệu của Shidawa. Con này Shidawa 352 nhá. Siêu VIP luôn, dòng này thì các bác biết rồi. Siêu hệ nhá. Shidawa 352, 360, 380. Con này thì xài bao mạnh luôn. Máy cực kỳ là mạnh nhá. Đặc biệt lam con này là xài lam 50.
làm Shirawa luôn này, làm Latin luôn đấy, qua đầu thép nhá. Đấy, xích là xài xích mini, xích chuột. Con này thì xài vòng tua rất là mạnh nhá. Dòng này thì vòng tua cực kỳ là lớn luôn. Máy thì trọng lượng của máy chỉ là tầm hơn 5kg tí xíu thôi. Nó xài cực kỳ là mạnh, đặc biệt để bao các bác là siêu loại xăng luôn, siêu loại xăng nhá. Con này thì rất là sướng, con bác ơi cắt kèo ở kia thoải mái luôn. Dòng này thì rất được các bác chuộng luôn. Máy xài rất là mạnh. Con này thì giá của nó là 3 triệu nhá, P7. Giá là 3 triệu, bao phí ship cho bác này, test nổ tiếng Anh con P7 cho bác. Máy có bơm xăng phụ chưa? Có trợ lực cho các bác nhá. Đây này, những cái ốp làm nó rất là đẹp này. Đây, hơi hám này, xuất sắc luôn các bác này. Test nổ này. Rồi, qua đây giá 3 triệu nhá. Máy nổ bao giòn cho anh em, cực kỳ VIP. Rồi, cuối cùng ngày hôm nay con P8. P8 ngày hôm nay giới thiệu cho mọi người con máy đến từ thương hiệu. Con này đến từ thương hiệu Makita, siêu mới luôn các bác này. Con này thì máy rất là đẹp, đẹp 95% luôn cho bác nhá. Các bác nào muốn mua con máy chuyên đi cắt này, đi xẻ nhá, thì các bác có thể lựa chọn con này. Đến từ thương hiệu của Makita, đời 4 số E4045 nhá. Con này 40cc luôn, 40cc, máy thì thuộc hệ khai thác nhá. Đặc biệt lam con này này, rất là dài, lam 55. Xích là xài xích lỡ, xích 325. Hàm rồng, hàm giếc to chà bá này. Con này thì cực kỳ là mạnh nha các bác nhá, cực kỳ là mạnh. Siêu đẹp luôn. Đấy, hơi hám này, trắng bốc luôn nhá. Máy bao đẹp 95% cho các bác. Cực kỳ là nét luôn. Đấy, xuất sắc luôn này. Quá đẹp. Con này thì bán anh em giá 2 triệu tả 2 triệu 6 nhá. Trọng lượng con này thì nó rơi tầm 6,5kg. Cực kỳ là nét luôn. Ok, test nổ tiếng máy con P8. Nếu cái giá tiền 2 triệu 6 đó, bỏ ra mua cái máy Trung Quốc bây giờ trên thị trường thì các bác mua cái máy này bao xài gấp bền gấp 4-5 lần luôn ạ. Và cái độ tiết kiệm xăng của nó nhá. Ok, test nổ cho các bác con P8 này. Dây giờ này trắng bao. Quá là mạnh luôn. Đó. Rồi ok, con này thì giá là 2 triệu 6 nhá. Đó. Thì các bác nào quan tâm sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng bên em. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.